Xin chào các bạn khán giả. Các bạn thân mến, ở một đất nước cực kỳ giàu có phát triển như Trung Quốc, chắc hẳn không ít người ngoài giống như tôi và các bạn sẽ cho rằng cuộc sống của người dân nước này chắc hẳn đáng ngưỡng mộ lắm. Khi mà họ được chăm lo và bảo vệ bởi một bộ máy nhà nước giàu có, lớn mạnh bậc nhất hành tinh này. Thế nhưng đúng là đời không giống như mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Đó là có thật đấy các bạn ạ. Khác với những mường tượng của chúng ta về một cuộc sống nhung lụa giữa một lãnh thổ rộng cả chục triệu cây số vuông, người dân Trung Quốc lại đem lòng ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị với rất nhiều thứ của người Việt Nam chúng ta trên dải đất hình chữ S hiền hòa này. Bạn cũng đang thắc mắc giống mình, đó rốt cuộc là những điều gì đúng không nào? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Ngày nay, việc truy cập Internet là một trong những nhu cầu gần như bất kỳ ai cũng cần đến, dù là nông thôn hay ở thành thị, người trẻ hay người già, phải không nào các bạn? Nhưng các bạn có thể tin rằng một công xưởng thế giới như Trung Quốc lại thắt chặt cực kỳ khắt khe vấn đề này. Do vậy mà không ít người Trung Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ khi người Việt có thể tự do truy cập vào một số nền tảng mạng xã hội phổ biến thế giới như là YouTube, Facebook hay Google v.v. Ở Trung Quốc, người dân không thể nào dễ dàng truy cập được vào Facebook, Google hay YouTube nếu như không vượt qua được hệ thống kiểm duyệt nội dung phức tạp và tinh vi nhất thế giới về nội dung số. Great Firewall, Đại Tường Lửa, biệt danh lấy cảm hứng từ bức tường Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng của Trung Quốc. Do đó cho nên, khác với thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, gần như ăn Facebook, ngủ Facebook, thường xuyên online từ sáng sớm đến đêm khuya, thế hệ trẻ của Trung Quốc hoàn toàn xa lạ với các dịch vụ Internet phổ biến thế giới. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng những mạng xã hội nội địa của Trung Quốc, ví dụ như Facebook được thay thế hoàn toàn bởi Weibo, Tencent. Google không còn là công cụ tìm kiếm hữu dụng ở Trung Quốc mà là Baidu. Gửi email bằng QQ cũng là một việc không còn mấy xa lạ với người dân ở nơi đây. Đáng chú ý là hệ sinh thái mạng xã hội nội địa của Trung Quốc chỉ dùng được ở trong nước họ, nghĩa là chỉ truy cập được bằng thông tin tài khoản của người Trung Quốc và đón nhận thông tin theo sự kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc. Điều này khiến cho người dân nắm bắt thông tin một cách phiến diện và thiếu khách quan. Thậm chí hiện nay, Trung Quốc đâu đâu cũng có camera và sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Sau khi có quy định về xác minh danh tính, chính phủ Trung Quốc giám sát nhiều hơn các thông tin cá nhân quan trọng. Trong khi đó, ở nước ta, người dân luôn được tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do thông tin, tự do Internet. Người dân có thể tự do chia sẻ, bày tỏ thông tin, quan điểm cá nhân thông qua Internet, nhất là qua các trang web, mạng xã hội. Tất nhiên, việc thực hiện quyền tự do Internet cũng phải luôn được đặt trong khuôn khổ của pháp luật. Do vậy, từ năm 2010 đến nay, Việt Nam liên tục đứng trong nhóm 20 quốc gia có số người sử dụng Internet lớn nhất thế giới, thể hiện nỗ lực của nhà nước Việt Nam trong việc tận dụng thế mạnh của Internet trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Thứ hai đó là chúng ta đã chẳng còn xa lạ gì về một đất nước Trung Quốc có dân số áp đảo và diện tích lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Những tưởng nhà càng đông con thì càng nhiều phúc. Thế nhưng, ở đất nước tỷ dân này, những người dân thuộc nhóm các dân tộc thiểu số luôn khao khát sự bình đẳng. Họ đem lòng ngưỡng mộ, sự đoàn kết và bình đẳng của các dân tộc thiểu số trong cả cộng đồng 54 anh em dân tộc Việt Nam. Nạn phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số là một vấn đề xã hội nhức nhối của quốc gia này từ nhiều năm qua. Điển hình, phải kể đến người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và người Mông Cổ là những dân tộc thường xuyên phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và hạn chế quyền tự do của họ. Khu tự trị Tân Cương ở phía Tây xa xôi thường xuyên xảy ra tình trạng bất ổn giữa chính quyền Trung Quốc và người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, một bộ phận dân tộc thiểu số Hồi giáo của Trung Quốc. Trong nhiều năm, đã có hàng trăm người chết do các cuộc tấn công bạo lực gây ra. Tây Tạng cũng đã chứng kiến nhiều năm bất ổn. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng 7 người đã tự thiêu tại các khu dân cư Tây Tạng vào năm 2014 để phản đối các chính sách đàn áp của chính quyền. Tổng số vụ thiêu sống kể từ năm 2008 là 140 vụ. Nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. 54 dân tộc anh em luôn chung sống đoàn kết với nhau. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước Việt Nam còn có nhiều chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ cho cuộc sống của họ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định rằng đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Pa Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta.
Rõ ràng, nhìn vào một đất nước tuy rằng còn nghèo khó hơn, nhưng có tình người, tình đồng bào gắn bó, đoàn kết, và so sánh với những bất công, bất đồng giữa người dân và lãnh đạo Trung Quốc, thì không có gì khó hiểu khi mà người Trung Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị với người Việt Nam chúng ta, phải không nào các bạn? Thứ ba, đó chính là một điều khác khiến cho người dân Trung Quốc ngưỡng mộ và ghen tị với người Việt Nam chúng ta, đó là quyền được sống hạnh phúc, thoải mái và không phải rơi vào vòng xoáy tiền bạc. Tất nhiên, dù là người dân nước nào thì cũng đều mong muốn có một cuộc sống khá giả, hơn nữa thì là công thành, danh toại. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, áp lực kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp quá lớn đã khiến người dân nước này luôn phải sống một cách vội vã, hối hả, luôn căng thẳng, áp lực với những gánh nặng cơm áo gạo tiền. Chỉ cần sinh ra và lớn lên, con người đã phải luôn luôn lao vào vòng xoáy của đồng tiền. Bởi bất kỳ ai cũng đều phải có nhà, có xe thì mới có thể duy trì và tiếp tục cuộc sống của mình. Nó đã gây nên một hậu quả rằng người dân không còn có thời gian để nghĩ đến việc họ sẽ sống một cuộc sống mà họ mong muốn như thế nào, mà chỉ biết đâm đầu vào để kiếm tiền và kiếm tiền mỗi ngày. Và hậu quả tệ hại sau đó là gì? Rất nhiều thanh niên Trung Quốc đã phải nhảy lầu tự tử sau khi đã mua nhà, mua xe trả góp, nhưng sau đó công việc xảy ra bất trắc và không thể nào thanh toán những khoản nợ còn lại được. Áp lực quá lớn dẫn đến tỷ lệ tự sát của những người trẻ ngày càng cao ở nước này. Thế mới thấy, đâu phải cứ giàu sang, nhà lầu siêu xe là đã hạnh phúc, phải không nào các bạn? Bởi lẽ, hạnh phúc là một loại hàng hóa khó định giá nhất trên đời này, mà ngày nay rất nhiều nước càng giàu, càng trên đà phát triển, thì người dân nước đó lại càng cảm thấy cuộc sống hạnh phúc là một món hàng vô cùng xa xỉ. Thứ tư, đó là, có thể các bạn chưa biết tới điều này. Trong vụ bùng phát đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán, trong khi toàn dân đang nước sôi lửa bỏng chống dịch, thì Bắc Kinh không chấp nhận bất kỳ tiếng nói chỉ trích nào. Bộ máy kiểm duyệt liên tục xóa những lời bình luận bất bình, phẫn nộ sau khi hai bác sĩ lần lượt qua đời vì nhiễm virus corona mới. Còn đối với những người dám công khai lên tiếng chỉ trích cách quản lý khủng hoảng COVID-19, chính quyền bắt giữ hoặc cưỡng ép cách ly dịch bệnh tại nhà. Đây chỉ là một vài ví dụ trong đợt dịch chấn động toàn cầu lần này. Nhưng nó đã cho thấy sự bất công và vô lý của chính quyền Bắc Kinh, bởi vì đã tước đi quyền nói ra sự thật của người dân. Điều này cũng hoàn toàn trái ngược với Việt Nam của chúng ta. Người dân bất bình điều gì, phát hiện ra điều gì xấu xa, sai trái, nguy hiểm, thì đều có thể mạnh dạn báo cáo, tố giác với cơ quan chức năng. Thậm chí, nhân dân còn được khuyến khích hành động này để hỗ trợ chính quyền bài trừ những việc xấu, kẻ xấu trong xã hội. Bởi vậy cho nên, quyền được lên tiếng và nói ra sự thật là một trong những điều mà người Trung Quốc rất ngưỡng mộ ở Việt Nam chúng ta đấy các bạn ạ. Thứ năm, đó là điều cuối cùng chúng ta khiến cho người dân láng giềng nhất mực ngưỡng mộ. Các bạn có biết điều gì không nào? Đó là quyền được khiêm tốn và được mọi người yêu mến hòa đồng. Hẳn các bạn đang cảm thấy kỳ lạ, khó hiểu về điều này đúng không nào? Khiêm tốn là đức tính tốt mà ai cũng nên làm, thì đâu có ai cấm đoán mà gọi là quyền được khiêm tốn. Tuy nhiên, có lý do của nó đấy các bạn ạ. Theo như rất nhiều người Trung Quốc thì chính phủ họ luôn luôn ca ngợi đất nước của mình là một cường quốc với tất cả những điều khiến họ đáng tự hào. Song việc này tiếp diễn quá nhiều khiến họ trở nên tự cao, tự đại, luôn suy nghĩ mình là nhất, là số một trên thế giới này. Nhiều người dân Trung Quốc có bày tỏ rằng họ đã đi ra nước ngoài tiếp xúc với nhiều thông tin, nhiều luồng ý kiến khác nhau. Họ nhận ra được đất nước của họ có những gì thiếu sót, những gì họ trở nên khiêm tốn hơn, hòa nhã hơn và thân thiện hơn. Khác hoàn toàn với những người mà cả đời sống ở Trung Quốc không hề tiếp xúc với những thông tin là nước ngoài, mà chỉ tiếp xúc với những thông tin mà chính phủ đã cho phép họ được tiếp xúc mà thôi. Như vậy thì các bạn khán giả nghĩ sao về những điều mà người dân Trung Quốc ngưỡng mộ về chúng ta? Ngoài ra thì còn điều nào khác nữa mà chúng tôi chưa đề cập đến trong video ngày hôm nay? Nếu biết, các bạn hãy bổ sung giúp chúng tôi trong phần bình luận bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.